chào các bạn đang xem kênh Chim Tìm Vlog của mình. Thì hôm nay Tiền sẽ quay tiệm chim Tấn Tú. Ở đây là mua bán các chim cảnh, lồng chim, phụ kiện ở đường Hưng Đạo Vương, thành phố Vĩnh Long nha. Có số điện thoại nha. Tiệm chim này là cũng gần siêu thị Cốt Mắt luôn nha. Ở cái hẻm bên hông nè, nhìn dễ biết lắm. Tiền sẽ vô tiền quay cho các bạn coi nha. Tiệm chim này cũng lớn ở Vĩnh Long nha các bạn. Đây, Tiền sẽ quay cho các bạn coi. TikTok hay là này là con sáo đen nè các bạn. Rồi, con sáo đen. Đen quá trời đẹp luôn. Còn ở đây là con chuột khăm tơ. Theo là con quạt màu xanh này các bạn. Con quạt thức ăn của nó là lúa, ngô. Cái cưng ghê không? Tiếp theo là bạn ở trên nữa nè, quá trời luôn các bạn. Đây thức ăn của mấy con chim là mấy con dế rồi các bạn. Quá trời dế trong đây luôn nè. Ở đây là đủ, nghe đủ các loại tiếng kêu luôn, nó nói nó cũng la nữa các bạn. Nãy không quay nãy rồi nó hả họng vậy đó. Con sáo nâu các bạn, con nào đói thì hả họng, con nào no thì không ăn nữa, không hả họng. Này lên TikTok coi vô trang gì các bạn vừa chơi đây. Nó đẹp bự con đó mà ra lông vuông cái nó vui vàng luôn á. Tiếp theo là con cu nữa các bạn. Còn bên đây là con cu Pháp. Phía trên là con bồ câu. Sáu nữa là quá trời đẹp luôn, đủ hết loại chim, bồ câu. Con già nó gái nè. Ở đây là bán lồng chim rồi thức ăn luôn, đầy đủ luôn các bạn. Đây là chó con rồi các bạn. Phía trên con mấy con chó này cũng hơi lớn lớn. Nó ăn no là
cho nó vô lòng. Sao anh biết con nào con đực, con nào con cái vậy anh? Con đực nó làm sao? Cái đầu bự với cái gì bự? Chân bự. Còn con cái nhỏ hơn ha. Đầy đủ tất cả các loại chim. Còn con kia nữa thôi mà. Còn mấy mụ câu này làm cái gì vậy? Cái rỉa không cho nhau nữa mà. Mấy con cu vậy nó nghiện cu. Kêu kìa các bạn ơi. Mấy con này nó hung dữ lắm. Con sáo này nó ăn được cám, con dế khoái ăn. Đây là bán thức ăn rất là đầy đủ luôn nha. Lòng chim đồ luôn. Các bạn đó ủng hộ nha. Cá mớt nữa không? Kêu con cát, có người kêu con quẹt các bạn. Không biết con nào kêu cái tên gọi đúng ha. Nãy thì nói con quẹt hả? Bạn nào biết comment nha. Tức là nói chính xác là con quẹt hay là con cát. Rồi nó cắn lộn các bạn. Nhìn mấy con nhỏ là mình có thể bỏ được nhiều con nè. Bạn nhìn nó ăn thấy chung vậy chưa? Thank you.
Cưng ghê các bạn. Trời ơi, quá trời con chim luôn các bạn. Không biết cưng chưa. Thấy chú chó rất lớn nhiều. Chuột hamster nó không dính cho bạn. Chó nó giữ như con sủa rồi. Tiền quay nãy giờ cũng khá là dài rồi. Các bạn thấy hay thì hãy cho Tiền một like, một subscribe, một share để ủng hộ kênh của Tiền. Và bây giờ thì bye bye.